Kính chào quý khán giả, mời quý vị theo dõi chương trình Thời sự tối trên kênh truyền hình Thiết yếu tỉnh Đồng Nai. Chương trình hôm nay thứ năm ngày 25 tháng 1 2024 sẽ gồm có các nội dung chính sau đây. Thủ tướng Phạm Minh Chính họp Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương. Bưởi rớt giá, nông dân lấy công làm lời phụ bưởi Tết. Rộn ràng không khí chuẩn bị đón Tết cổ truyền của những người lính nơi đảo xa. Phần tin thế giới. Tổng thống Iran và Thổ Nhĩ Kỳ nhất trí tránh các bước đi có thể đe dọa hơn nữa an ninh và ổn định của khu vực Trung Đông. Nga yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc triệu tập cuộc họp khẩn về vụ máy bay Il-76 bị bắn rơi ở khu vực Belgorod gần biên giới Ukraine khiến 74 người thiệt mạng. Thưa quý vị, sáng nay tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương, chủ trì phiên họp lần thứ 7, nhiệm kỳ 2021-2026 của Hội đồng. Mở đầu phiên họp điểm lại tình hình năm 2023, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh trong bối cảnh tình hình quốc tế và khu vực tiếp tục diễn biến nhanh, phức tạp, khó lường. Nhờ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng, thường xuyên, trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, sự giám sát đồng hành của Quốc hội, sự đồng lòng của nhân dân, doanh nghiệp, sự ủng hộ của bạn bè quốc tế, chúng ta đã triển khai đồng bộ quyết liệt có trọng tâm, trọng điểm, các nhiệm vụ, giải pháp, cơ bản thực hiện được các mục tiêu tổng quát, nhiệm vụ mà Trung ương, Quốc hội đã đề ra. Thủ tướng cho rằng, trong thành tích chung của đất nước có sự đóng góp tích cực quan trọng của các phong trào thi đua, của công tác thi đua khen thưởng. Thủ tướng lưu ý các cấp, các ngành địa phương chú ý rà soát tình hình, bảo đảm, chăm lo, người dân đón Tết, không để ai không có Tết. Làm tốt công tác trợ cấp xã hội, sẵn sàng hỗ trợ các đối tượng chính sách khó khăn, đảm bảo nguồn cung hàng hóa thiết yếu dịp cuối năm, nhất là Tết Nguyên đán, làm tốt công tác quản lý giá, chuẩn bị mọi phương án có thể, không để bị động trong mọi tình huống. Thủ tướng đề nghị các đại biểu đánh giá khách quan thực trạng công tác thi đua khen thưởng, phân tích rõ nguyên nhân, bài học kinh nghiệm, xác định rõ nhiệm vụ mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp năm 2024 để đổi mới hơn nữa, nâng cao hơn nữa chất lượng công tác thi đua khen thưởng. Tin trong tỉnh Đồng Nai, sáng nay đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai đã dự lễ công bố quyết định điều động bổ nhiệm cục trưởng Cục Hải quan Đồng Nai của Tổng cục Hải quan đối với ông Lê Văn Thùng. Cùng dự có các đồng chí Võ Tấn Đức, nguyên Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Đồng Nai, Nguyễn Văn Cẩn, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan. Tới cục trưởng Cục Hải quan Đồng Nai Lê Văn Thùng, sinh năm 1968, có 37 năm công tác trong lĩnh vực hải quan. Ông Lê Văn Thung có 12 năm giữ chức Phó Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Từ năm 2012, trước khi được bổ nhiệm làm Cục trưởng Cục Hải quan Đồng Nai, Tổng Cục trưởng Tổng Cục Hải quan Nguyễn Văn Cẩn yêu cầu tân Cục trưởng Cục Hải quan Đồng Nai Lê Văn Thung tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chấp hành tốt các quy định trong quản lý nhà nước về lĩnh vực hải quan, bám sát chủ trương định hướng phát triển kinh tế, thu hút đầu tư của tỉnh, góp phần tạo thuận lợi cho các hoạt động thương mại, thu hút đầu tư đến với tỉnh Đồng Nai, tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại. Phát biểu tại lễ công bố, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh chúc mừng tân Cục trưởng Cục Hải quan Lê Văn Thung và tin tưởng với quá trình công tác lâu năm, có nhiều kinh nghiệm trong quản lý các hoạt động lĩnh vực hải quan. Trên cương vị mới, tân Cục trưởng sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đồng Nai là tỉnh có địa bàn phức tạp, kinh tế Đồng Nai phát triển mạnh, nên cũng có nhiều vấn đề phức tạp về tội phạm, về kinh tế. Do đó, việc xây dựng đội ngũ cán bộ hải quan có đủ phẩm chất, năng lực để kiểm soát, thúc đẩy phát triển kinh tế của tỉnh. Cũng trong sáng nay, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh đã đến thăm chúc Tết tại Trung tâm Công tác Xã hội tỉnh thuộc Sở Lao động Thương binh Xã hội tỉnh nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Hiện Trung tâm Công tác Xã hội tỉnh có trên 80 lao động, trung tâm đang chăm sóc 350 trẻ em, người cao tuổi, người bị tâm thần. Bên cạnh hỏi thăm tình hình hoạt động đời sống sinh hoạt của trẻ em, người cao tuổi tại trung tâm, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh biểu dương sự nỗ lực của cán bộ nhân viên Trung tâm Công tác Xã hội tỉnh trong việc nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ em, người cao tuổi, các đối tượng kém may mắn. Đồng chí hy vọng cán bộ nhân viên của trung tâm tiếp tục nỗ lực vượt qua khó khăn, lan tỏa yêu thương, quan tâm chăm sóc trẻ em, người cao tuổi, các đối tượng kém may mắn ngày một tốt hơn. Dịp này, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh gửi lời chúc sức khỏe, chúc mừng năm mới, tặng quà đến trẻ em, người cao tuổi đang được chăm sóc tại đây và người lao động của Trung tâm Công tác Xã hội tỉnh. Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Đồng Nai Nguyễn Sơn Hùng sáng nay đã tiếp tân Tổng lãnh sự nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại thành phố Hồ Chí Minh, Phon Sĩ Bun Bi Say đến chào xã giao và chúc Tết lãnh đạo tỉnh.
Thay mặt lãnh đạo tỉnh Đồng Nai, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Sơn Hùng bày tỏ vui mừng được đón tiếp đồng chí tân tổng lãnh sự và các thành viên trong đoàn đến thăm và làm việc tại tỉnh Đồng Nai. Phó Chủ tịch thông báo khái quát tới đoàn về tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Đồng Nai, chương trình hợp tác quốc tế của tỉnh, trong đó có việc vun đắp xây dựng mối quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt Việt Nam Lào. Riêng tỉnh Đồng Nai từ năm 2011, tỉnh đã thiết lập quan hệ hợp tác hữu nghị với tỉnh Champasak. Đến nay quan hệ giữa hai địa phương ngày càng tốt đẹp. Với nhiều hoạt động sôi nổi thiết thực, Phó Chủ tịch mong muốn tổng lãnh sự sẽ tiếp tục là cầu nối hiệu quả kết nối phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị giữa tỉnh Đồng Nai và các địa phương của Lào trong thời gian tới. Tổng lãnh sự Phôn Sĩ Bun Mi Say cảm ơn lãnh đạo tỉnh Đồng Nai đã dành thời gian tiếp đoàn và mong muốn trong nhiệm kỳ công tác của mình tại Việt Nam, lãnh đạo tỉnh Đồng Nai tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để cá nhân tổng lãnh sự và lãnh sự quán nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Thành phố Hồ Chí Minh phát huy vai trò của mình trong xây dựng, phát triển mối quan hệ hữu nghị đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam Lào. Sáng nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện nghị quyết số 20 ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Sơn Hùng chủ trì hội nghị. Mạng lưới y tế Đồng Nai hiện đã phát triển rộng khắp từ tỉnh đến cơ sở. 5 năm qua, tỉnh đã thực hiện đạt tiến độ nhiều chỉ tiêu về chăm sóc sức khỏe nhân dân, nhiều công trình dự án của ngành y tế được đầu tư và đưa vào sử dụng. Chất lượng khám chữa bệnh các tuyến từng bước được nâng cao, nhiều kỹ thuật cao được ứng dụng đem lại lợi ích cho bệnh nhân và nâng tầm các bệnh viện. Đồng Nai đã khống chế thành công nhiều dịch bệnh nguy hiểm, đặc biệt là dịch bệnh COVID-19, sốt xuất huyết, tay chân miệng. Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân trên địa bàn vẫn còn gặp một số khó khăn như thiếu vaccine trong chương trình tiêm chủng mở rộng. Người bệnh phải chờ đợi để khám chữa bệnh ở một số bệnh viện tuyến tỉnh. Công tác thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế còn vướng mắc. Công tác đấu thầu mua sắm vật tư y tế, hóa chất, một số loại thuốc chưa suôn sẻ. Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Sơn Hùng đề nghị ngành y tế và các địa phương tiếp tục thực hiện các giải pháp nhằm đạt các chỉ tiêu về chăm sóc, bảo vệ, nâng cao sức khỏe nhân dân trên địa bàn tỉnh. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Y tế và Sở Nội vụ phối hợp nghiên cứu việc quản lý các trung tâm y tế, sắp xếp các trạm y tế phù hợp với quy mô dân số, điều kiện kinh tế xã hội và khả năng tiếp cận của người dân, đảm bảo đủ thuốc, trang thiết bị y tế phục vụ công tác khám chữa bệnh, tiếp tục đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp, văn hóa ứng xử của cán bộ nhân viên y tế. Sáng nay, Tổng công ty Cao su Đồng Nai đã tổ chức hội nghị tổng kết sản xuất kinh doanh năm 2023. Dự và chỉ đạo hội nghị có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Hoàng, cùng dự có ông Lê Thanh Hưng, Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam. Tính đến đầu tháng 11 năm 2023, Tổng công ty Cao su Đồng Nai đã hoàn thành kế hoạch sản lượng tập đoàn giao về trước kế hoạch 60 ngày. Theo đó, tổng công ty khai thác được gần 32.600 tấn mủ, vượt mục tiêu gần 6.900 tấn. Năng suất vườn cây bình quân đạt 2,47 tấn một hecta, cao nhất ngành cao su và cao nhất thế giới. Tổng công ty tiếp tục ghi danh vào câu lạc bộ 2 tấn của tập đoàn. Doanh thu đạt trên 2.000 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt hơn 370 tỷ đồng, nộp ngân sách 302 tỷ đồng. Trong năm, tổng công ty đã đảm bảo việc làm và thu nhập ổn định cho trên 3.900 lao động với mức thu nhập bình quân đạt 11 triệu đồng một người một tháng. Năm qua thì chúng ta cũng đã thấy rồi, tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn là gặp khó khăn. Nhưng mà tổng công ty đã đảm bảo được việc làm, thu nhập cho gần 4.000 lao động trong và ngoài tỉnh. Với mức thu nhập bình quân là 11 triệu đồng cho một người, cho một tháng. Các chế độ chính sách, tiền lương, tiền thưởng thì được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Tuy đạt được những kết quả đáng ghi nhận, song lãnh đạo tỉnh lưu ý, hiện nay giá bán mủ giảm sâu, diện tích vườn cây cao su ngày càng thu hẹp. Tổng công ty cần quan tâm nghiên cứu, đầu tư phát triển các sản phẩm chế biến sâu gắn với chuyển đổi số và làm tốt hơn nữa công tác chăm lo đời sống cho người lao động. Hoạt động chuyển đổi số, chúng ta đã có những kết quả tích cực trong năm qua. Do đó thì tôi đề nghị trong năm 2024 thì hoạt động này tiếp tục được đẩy mạnh hơn nữa để nhanh chóng đưa Cao su Đồng Nai trở thành đơn vị đi đầu của tỉnh Đồng Nai trong việc chuyển đổi số. Ban lãnh đạo và công đoàn của tổng công ty cũng tiếp tục chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho người lao động
bằng nhiều hình thức, như thời gian qua chúng ta cũng đã thực hiện phấn đấu tiền lương thu nhập bình quân năm 2024 thì sẽ cao hơn kết quả của năm 2023. Năm 2024, Tổng công ty Cao su Đồng Nai đạt mục tiêu đạt doanh thu 1.770 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 249 tỷ đồng, thu nhập bình quân trên 11 triệu đồng một người một tháng. Chuyển sang các thông tin kinh tế đời sống, thưa quý vị, hôm nay là thời điểm điều chỉnh giá xăng dầu theo chu kỳ của Liên Bộ Tài chính Công Thương. Hôm nay là thời điểm điều chỉnh giá xăng dầu theo chu kỳ của Liên Bộ Tài chính Công Thương. Trong kỳ điều hành hôm nay, giá xăng được điều chỉnh bật tăng mạnh, trong khi giá dầu chỉ tăng nhẹ so với kỳ trước. Cụ thể, xăng E5 RON92 tăng 753 đồng một lít, xăng RON953 925 đồng một lít, dầu diesel 182 đồng một lít, dầu hỏa tăng 8 đồng một lít. Chỉ duy nhất dầu ma sút 180 CST 3.5S giảm 14 đồng một ký. Sau kỳ điều chỉnh, giá xăng dầu trong nước từ 15 giờ chiều nay là xăng E5 RON92 không cao hơn 22.171 đồng một lít, xăng RON953 không cao hơn 23.407 đồng một lít, dầu diesel 0.05S không cao hơn 20.376 đồng một lít, dầu hỏa không cao hơn 20.544 đồng một lít, dầu ma sút 180 CST 3.5S không cao hơn 15.494 đồng một ký. Cũng trong kỳ điều chỉnh hôm nay, nhà điều hành trích lập quỹ bình ổn giá đối với dầu ma sút ở mức 300 đồng một ký, không trích lập quỹ bình ổn giá đối với các mặt hàng xăng, dầu diesel và dầu hỏa. Bên cạnh đó là không chi sử dụng quỹ bình ổn giá đối với tất cả các mặt hàng xăng dầu. Theo Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai, tính đến cuối tháng 12 năm 2023, các địa phương trong tỉnh đã thẩm định cho 4 hợp tác xã và 2 hộ kinh doanh tham gia và vay vốn dự trữ hàng hóa và cam kết tham gia bình ổn thị trường vào dịp Tết Nguyên đán 2024 với tổng số tiền vay vốn 3,65 tỷ đồng để triển khai 10 điểm bán hàng bình ổn giá tại các địa phương Long Khánh, Tân Phú, Định Quán, Trảng Bom, Xuân Lộc. Ngoài ra, nhiều địa phương còn tổ chức 96 chuyến hàng thiết yếu bình ổn giá, lưu động phục vụ người dân ở các xã vùng sâu vùng xa vào trước Tết Giáp Thìn với tổng số kinh phí hỗ trợ đạt 242,6 triệu đồng. Sở Công Thương đã tổ chức các đoàn công tác về làm việc với các địa phương, doanh nghiệp trong tỉnh về công tác chuẩn bị hàng hóa bình ổn giá, bình ổn thị trường và phục vụ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Hiện giá gà công nghiệp người chăn nuôi bán cho thương lái khoảng 20.000 đồng một ký, thấp hơn giá thành sản xuất từ 5 đến 6.000 đồng một ký. Mức giá này thấp hơn cả chục ngàn đồng một ký so với thời điểm mặt hàng này tiêu thụ tốt. Nguyên nhân khiến giá gà công nghiệp giảm mạnh do sức tiêu thụ trên thị trường chậm vì ảnh hưởng chung của nền kinh tế. Mặt khác, vào dịp nghỉ Tết Nguyên đán, nhu cầu tiêu thụ mặt hàng này cũng giảm hơn so với các thời điểm khác trong năm. Khi các công ty, trường học nghỉ Tết, đa số các trại nuôi gà công nghiệp trên địa bàn tỉnh đều đầu tư theo hướng nuôi gia công vào chuỗi liên kết được bao tiêu giá đầu ra với mức ổn định, đảm bảo người chăn nuôi vẫn có lợi nhuận khi thị trường biến động. Thời điểm cận Tết này, các mặt hàng phục vụ thị trường Tết đều tấp nập cảnh mua bán, trong đó có trái cây. Năm nay, do ảnh hưởng chung của kinh tế thế giới, nên nhìn chung, các mặt hàng cây trái phục vụ Tết đều rớt giá. Để tránh thua lỗ, nhiều nhà vườn đã chọn hướng lấy công, làm lời. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Ông Trần Hoàng Thiện có hơn 1 hecta bưởi da xanh, và mỗi vụ bưởi Tết, ông cũng cung cấp ra thị trường hàng chục thiên trái. Trước đây, khi giá bưởi cao thì ông bán mão cả vườn cho thương lái, nhưng năm nay ông quyết định bán lẻ. Đến thời điểm bưởi chín có thương lái nào đến thu mua thì ông cắt rồi phân loại và bán. Thưa quý vị, trái bưởi này là thuộc hàng nhất, nó tầm khoảng 1,6 kg. Mà như giá thời điểm Tết hiện nay thì nó chỉ được giá từ 45 đến 55 ngàn một ký. Nó giảm so với năm ngoái tầm gần 20%. Mình thì mình bán lẻ, bán cho mấy anh em quen. Đó, thì người cũng đặt 5 thùng, 10 thùng để biếu anh em bạn bè. Chứ mình không có bán mão hết. Bán lẻ thì nó cực. Mình phải cắt vô, mình lau chùi đóng thùng. Nó cực nhưng mà vui. Đó, còn bán mão thì khỏe. Kêu thương lái tới rồi cục tiền xong. Không phải làm gì hết. Còn giá cả nó chênh lệch không? Giá cả thì nó cũng có chênh lệch. Theo ông Thiện, do năm nay là năm nhuần nên một số sản lượng bưởi đã chín trước dịp Tết khoảng một tháng. Ngoài ra thời điểm làm bông cho trái vụ Tết lại gặp cơn bão số 1 nên sản lượng bưởi nhà ông có giảm so với mọi năm. Thế nhưng khi ông bán lẻ thì vẫn có lời dù giá có rớt và sản lượng có giảm. Tương tự ở hộ bà Nguyễn Thị Hồng Phước, dù diện tích lớn trên 2 hectare bưởi nhưng bà Phước vẫn chịu khó bán lẻ,
lấy công làm lời. Đây là những thùng bưởi bà vừa cắt xong đang đóng thùng để chuyển tới cho các khách lẻ. Theo bà Phước, nếu bán mão, trung bình chỉ khoảng 25 đến 30 ngàn một ký nếu vườn đẹp. Còn khi cắt lẻ ra bán, bà tự phân loại gồm loại 1, loại 2 và loại 3. Trong đó loại thấp nhất là loại 3 thì bà cũng đã bán được trên 30 ngàn một ký. Trong khi vườn bà canh tác theo hướng hữu cơ, chất lượng trái tốt, được nhiều người tiêu dùng lựa chọn, nên dù bán lẻ, bà cũng không phải lo lắng đầu ra. Thì bán lẻ phải cực rồi đó. Chất lượng bữa nay thì nói chung là bán thương lái người nào cũng thích đó. Cái giá cả năm nay là nó có cái chiều hướng là nó giảm so với cái các năm trước, là giảm là từ là 10.000 đến 12.000 một ký so với lại cái mặt hàng mà bữa Tết, theo như là ghi nhận nắm thông tin tại các cái chủ vườn. Bữa thì cái mặt hàng bữa da xanh thì cũng đảm bảo là cung ứng ra thị trường trong cái mùa Tết để phục vụ cho cái thị hiếu của bà con. Đặc biệt theo khảo sát của địa phương, năm nay nhiều nhà vườn còn đưa ra hình thức bán bưởi khác biệt là cho khách lẻ tự vào vườn chọn trái cắt mua. Giá bưởi sẽ được tính theo trọng lượng và chất lượng. Làm như vậy nhà vườn cũng khỏe công thu hái, mà khách hàng thì cũng hài lòng vì họ tự chọn cho mình được những trái bưởi ưng ý nhất. Thưa quý vị, dịp Tết là lúc thị trường hàng hóa sôi động nhất trong năm và cũng là thời điểm các đối tượng vận chuyển kinh doanh hàng lậu, hàng giả và gian lận thương mại diễn biến phức tạp. Chính vì điều đó, cần phải có sự phối hợp giữa các lực lượng chức năng, đơn vị quản lý và lực lượng quản lý thị trường quyết liệt và tổ chức các đợt cao điểm, tấn công, triệt phá và đưa ra nhiều giải pháp ngăn chặn ngay từ cơ sở. Ghi nhận của phóng viên thời sự tại huyện Tân Phú. Chợ Phương Lâm, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai được coi là nơi tập trung nguồn hàng hóa lớn cung cấp cho thị trường khu vực miền núi này. Tuy nhiên, thời điểm hiện nay, nguồn hàng nhập về chợ vẫn chưa được nhiều do tiểu thương thấy tình hình chợ vẫn chưa có sôi động. Nói chung chợ nó cũng không có được nhộn nhịp như mọi năm. Cũng lai rai thôi chứ không có được như mọi năm mà xôm này kia. Nhưng mà chắc 1-2 tuần cuối thì chắc cũng đỡ được tí. Tết năm nay thì không khí nó không được nhộn nhịp. Và hàng quà thì chưa có nhập nhiều lắm. Giá cả thì hôm nay cũng ổn định như mọi năm thôi. Thì mình cũng muốn là trong vài những cái ngày cuối năm thì có thể là đắt hàng, lượng khách thì đông hơn. Dù thị trường chưa thật sự sôi động như các năm qua, nhưng đội quản lý thị trường số 6 vẫn chủ động phối hợp cùng ban quản lý chợ tổ chức tuyên truyền cho các tiểu thương, người kinh doanh không mua bán hàng nhập lậu, hàng giả hay đầu cơ găm hàng, thu lợi bất chính. Phối hợp với đội quản lý thị trường số 6 và đội quản lý kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm đối với chợ Phương Lâm đã tăng cường công tác kiểm tra đối với các cái hoạt động quản lý kinh doanh khai thác của chợ, trong đó có tăng cường công tác kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm đối với các hộ kinh doanh thực phẩm về nguồn hàng xuất xứ. Nguồn hàng xuất xứ đối với chợ thì các cái nguồn hàng xuất xứ vào chợ thì phải có nguồn gốc xuất xứ và có chứng từ thì hợp tác xã mới cho nhập hàng vào cho các hộ tiểu thương kinh doanh bán. Theo đội quản lý thị trường số 6, từ đầu năm đến nay, lực lượng này đã kiểm tra được 263 vụ, phát hiện 248 vụ vi phạm, thu nộp ngân sách gần 1 tỷ đồng. Trong đó, 66 vụ vi phạm về hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc, hàng cấm và hàng kém chất lượng, 26 vụ vi phạm điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm. Để ngăn chặn các hành vi vi phạm thương mại, nhất là trong dịp Tết, đội quản lý thị trường số 6 tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, giám sát và tích cực tổ chức các tổ đi trinh sát, nắm bắt tình hình nhằm ngăn chặn, xử lý vi phạm. Nay thì hàng hóa chưa tập trung nhiều cho nên là đội cũng đang theo dõi và giám sát để chuẩn bị cho công tác kiểm tra. Trong cái quá trình kiểm tra thì đội cũng thực hiện tuyên truyền đến các hộ kinh doanh về đảm bảo an toàn thực phẩm với này hàng kinh doanh hàng hóa định không kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng và hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ. Vâng, thưa quý vị, hiện nay sức mua bán tại các chợ truyền thống rất là chậm và các tiểu thương cũng chưa có chuẩn bị nhiều cái lượng hàng hóa phục vụ Tết và họ rất mong mỏi là những ngày cận Tết thì sẽ có lượng khách nhiều để buôn bán thuận buồm xuôi gió cho năm mới. Chương trình thời sự tối nay tiếp tục với các tin tức đáng chú ý khác vừa diễn ra trong tỉnh Đồng Nai.
Sáng nay, Đoàn Luật sư tỉnh Đồng Nai đã tổng kết công tác năm 2023 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Đoàn Luật sư tỉnh hiện có gần 500 luật sư tham gia hoạt động tại 146 tổ chức hành nghề. Trong năm 2023, đơn vị đã liên kết với Học viện Tư pháp, Bộ Tư pháp mở một khóa đào tạo kỹ năng nghề luật sư, thu hút trên 60 cử nhân thạc sĩ luật theo học và cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp cho gần 130 học viên theo học các khóa kỹ năng nghề luật sư. Bên cạnh đó, Đoàn Luật sư tỉnh cũng kết nạp mới 42 luật sư thành viên và 39 người tập sự hành nghề luật sư. Với đội ngũ luật sư đứng thứ 3 toàn quốc chỉ sau Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, trong năm 2023, đội ngũ luật sư tỉnh đã thực hiện được trên 3.400 dịch vụ pháp lý, doanh thu đạt hơn 29,2 tỷ đồng, nộp thuế gần 1,5 tỷ đồng. Đặc biệt, trong năm, đơn vị đã tổ chức được 15 hội thảo tọa đàm về học thuật, góp ý xây dựng luật, 17 đợt tuyên truyền tư vấn trợ giúp pháp lý, tặng 800 phần quà, hai nhà tình thương tại các xã vùng sâu trị giá gần 1 tỷ đồng. Hội nghị đã thảo luận đề ra 8 nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2024. Trong đó có phát triển đội ngũ luật sư tỉnh, tăng về số lượng, đảm bảo chất lượng, vững vàng về bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp, tăng cường công tác bồi dưỡng, đào tạo, hợp tác quốc tế. Dịp này, Đoàn Luật sư tỉnh vinh dự nhận bằng khen của Ủy ban Nhân dân tỉnh về công tác xã hội từ thiện năm 2023. Sáng nay, Công đoàn Khu công nghiệp Biên Hòa đã tổ chức hội nghị Ban chấp hành Công đoàn Khu công nghiệp Biên Hòa lần thứ 4, tổng kết hoạt động Công đoàn năm 2023 và triển khai phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2024. Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nguyễn Thị Như Ý nhấn mạnh, năm 2023, mặc dù gặp nhiều khó khăn về tình hình đơn hàng giảm, song các doanh nghiệp trong khu công nghiệp Biên Hòa đã đồng hành cùng tổ chức công đoàn chăm lo mọi mặt đời sống, ổn định việc làm cho người lao động, tạo động lực để công nhân yên tâm làm việc, tích cực tham gia các phong trào cải tiến do tổ chức công đoàn phát động. Đặc biệt dịp Tết 2024, nhiều doanh nghiệp nỗ lực có thưởng Tết và quà Tết cho công nhân lao động. Theo bà Ý, trong những tuần làm việc cuối năm, các cấp công đoàn cần tăng cường nắm bắt tâm tư nguyện vọng người lao động. Việc thực hiện các chế độ chính sách của doanh nghiệp với người lao động và ổn định quan hệ lao động trước, trong và sau Tết. Được biết, năm 2023, Công đoàn Khu công nghiệp Biên Hòa đều đạt và vượt các chỉ tiêu do công đoàn cấp trên giao. Đơn vị được cụm thi đua số 2 Bình Bầu suy tôn nhận cờ thi đua của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Năm 2024, Công đoàn Khu công nghiệp Biên Hòa thực hiện chủ đề tập trung đưa nghị quyết đại hội công đoàn các cấp vào cuộc sống, thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam. Sáng nay, Công đoàn ngành y tế Đồng Nai đã tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động năm 2023 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Bùi Thị Bích Thủy, Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh. Trong năm qua, Công đoàn ngành y tế đã tập trung chỉ đạo các cấp công đoàn triển khai và thực hiện tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra, trong đó tổ chức thành công Đại hội Công đoàn cơ sở và Đại hội Công đoàn ngành lần thứ 10, thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống cho cán bộ công chức viên chức người lao động, vận động đoàn viên công đoàn tham gia hiến tặng hơn 400 đơn vị máu và đóng góp xã hội từ thiện hơn 1,8 tỷ đồng. Năm 2024, Công đoàn ngành y tế tiếp tục phối hợp với lãnh đạo các đơn vị, tích cực thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, chăm lo đời sống cho cán bộ công chức viên chức người lao động, đẩy mạnh các hoạt động phong trào thi đua yêu nước. Tại hội nghị, Ban chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh đã tặng bằng khen cho 7 tập thể và 14 cá nhân. Công đoàn ngành y tế cũng tặng giấy khen cho 20 tập thể và 106 cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm. Thưa quý vị thân mến, càng về những ngày gần Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, không khí chào đón xuân mới lại càng nhộn nhịp hơn ở khắp mọi miền Tổ quốc. Đối với những cán bộ chiến sĩ đang ngày đêm làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu trên các đảo phía Tây Nam của Tổ quốc, giữa mênh mông biển khơi với muôn vàn sóng gió, như những ngày cuối năm, không khí chuẩn bị Tết ở đây cũng tất bật không kém so với trong đất liền, ghi nhận của phóng viên thời sự. Là năm thứ hai ăn Tết ngoài đảo nên vào những ngày cuối năm như thế này, Thiếu úy Hoàng Đức Tùng và các chiến sĩ của trạm radar 595 thuộc vùng 5 Hải quân lại bắt đầu bận rộn với công việc trang trí cành mai, mâm ngũ quả mà đơn vị giao. Không có cành mai thật, các chiến sĩ của trạm radar 595 nên phải thay thế bằng một cành mai giả. Thế nhưng sắc vàng của những bông mai giả như thế này đã làm cho hơi thở mùa xuân như đang đến rất gần. Năm nay cũng là năm thứ hai tôi ăn Tết xa nhà. Trên cương vị là một cán bộ trạm thì tôi cũng có một cảm giác buồn, nhưng mà đối với trách nhiệm của bản thân với đơn vị thì tôi cũng là luôn an tâm tư tưởng để động viên anh em cùng ở lại, những đồng chí ở lại có thể an tâm tư tưởng công tác để
hoàn thành tốt những cái nhiệm vụ mà cấp trên giao cho. Cũng có một chút buồn á chị, thì xa nhà này kia nọ nó cũng cũng không đón Tết xong vậy được với cha mẹ này kia nọ. Thì, nhưng mà trên tinh thần thực hiện nghĩa vụ của đất nước thì tôi cũng phải nêu cao tinh thần để hoàn thành nhiệm vụ tốt như nhiệm vụ để mình ra để xứng đáng với một người dân ở nước Việt Nam này. Quanh năm ở nơi đầu sóng ngọn gió, xa nhà, xa người thân, nhưng đối với những cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ trên các đảo phía Tây Nam của Tổ quốc, nhiệm vụ chiến đấu và sẵn sàng chiến đấu để bảo vệ biển đảo luôn được các anh đặt lên hàng đầu. Bởi đây là nhà, là quê hương mà các anh đã được đồng bào cả nước đang đặt niềm tin. Để làm tốt công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán, chúng tôi đã tổ chức quán triệt sâu sắc cái mệnh lệnh chỉ lệnh sẵn sàng chiến đấu của cấp trên đã phê duyệt. Cùng với đó, chúng tôi làm tốt cái công tác định hướng tư tưởng, nắm định hướng quản lý tư tưởng quân nhân, nhất là đối với những đồng chí chiến sĩ lần đầu tiên đón Tết tại đơn vị. Bên cạnh đó, chúng tôi duy trì tốt cái hệ số kỹ thuật, bảo đảm cho đơn vị luôn trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao. Và cuối cùng, chúng tôi tiếp nhận và bảo đảm đầy đủ tiêu chuẩn định lượng chế độ Tết cho bộ đội, góp phần cổ vũ động viên tinh thần cán bộ chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ trực Tết Nguyên đán 2024. Để bảo đảm cho lực lượng này sẵn sàng chiến đấu và vẫn thực hiện được đón và vui xuân, thì chúng tôi phải tổ chức nhiều nội dung công việc. Trước hết là sắp xếp một cách khoa học cho hệ thống trực. Thứ hai là phải chăm lo đến các hoạt động của bộ đội, trong đó là các hoạt động vui chơi giải trí, bảo đảm làm sao được cái không khí cổ truyền vẫn đến được với bộ đội, và đồng thời cũng là tăng cường được cái đoàn kết quân dân trong thời gian này. Cuộc sống ở các đảo phía Tây Nam của Tổ quốc những ngày cuối năm vẫn trôi qua một cách thanh bình, dù ngoài kia là biển khơi đầy sóng gió và giông bão. Nhưng với nhiệm vụ chiến đấu và sẵn sàng chiến đấu, dù khó khăn gian khổ chừng nào, những người lính đảo vẫn luôn vượt qua để hoàn thành nhiệm vụ mà Tổ quốc giao cho. Liên quan đến phòng chống cháy rừng, thưa quý vị, thời điểm này đang là cao điểm mùa khô, dễ xảy ra cháy rừng, nên các đơn vị quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đang tăng cường các giải pháp phòng chống cháy rừng từ nay đến hết mùa khô 2024, đặc biệt là thực hiện các biện pháp quản lý rừng dịp Tết Nguyên đán 2024. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Thưa quý vị, phía sau tôi đây là những cái dụng cụ để phòng chống cháy rừng vào mùa khô. Tết năm nay thì nó là cao điểm của mùa khô nên là sẽ được tăng cường rất là nhiều can đựng nước và những cái máy hút gió cầm tay để đảm bảo được cái công tác phòng chống cháy rừng vào mùa khô này. Tại trạm kiểm lâm cây gùi, tất cả các dụng cụ phòng chống cháy được khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai cấp cho trạm thì đơn vị thường xuyên kiểm tra lại để các máy móc đảm bảo hoạt động tốt. Riêng các can đựng nước là đã cho nước vào sẵn sàng để kịp thời ứng phó khi có cháy xảy ra. Hiện khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai có diện tích rừng và đất lâm nghiệp quản lý rất lớn, trên 100.000 ha, trải dài gần 120 km, tiếp giáp với nhiều địa phương, khu dân cư sinh sống. Bên cạnh đó, diện tích rừng giao khoáng cho người dân cũng rất nhiều, nên các đơn vị cũng thường xuyên vận động nhân dân tích cực tham gia phòng chống cháy rừng. Hàng năm thì khu bảo tồn tổ chức các cái buổi tuyên truyền về chuyên đề phòng chống cháy rừng riêng và các cái buổi tuyên truyền lồng ghép cái nội dung phòng chống cháy vào cho người dân. Thì đến nay thì người dân cũng cơ bản là tuân thủ theo các cái quy định của pháp luật cũng như là các cái thông điệp khu bảo tồn gửi đến các hộ dân. Thì đến đầu mùa nắng thì họ cũng làm các cái đường băng cản lửa ở trong chính giữa này nè. Mà nếu mà có nhiều bổi á thì mình phải cào lại cái lằn giữa, tại vì trồng cách ra tới 3 mét lận, rồi cho nó thưa vậy nè, thì mình đốt nó phòng chống cháy là nó như vậy, chứ không có là cháy lan ra được. Ở ngoài đường băng cũng vậy, cào theo cụm đó rồi mình đốt. Tại rừng phòng hộ huyện Xuân Lộc, ngay từ đầu mùa khô, đơn vị đã tổ chức ký cam kết với các hộ dân giao khoáng rừng để khi có cháy xảy ra thì họ sẵn sàng hỗ trợ ứng phó cùng lực lượng kiểm lâm. Đồng thời, đơn vị cũng xây dựng và duy trì hoạt động các tổ đội quần chúng bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng gắn với việc thực hiện chính sách dân sinh hiệu quả. Chúng tôi tổ chức thành lập là gần 20 tổ lâm nghiệp cộng đồng, là những người tổ trưởng, là những người có uy tín. Người ta thực hiện tốt cái hợp đồng nhận khoán và người ta được sự tín nhiệm của ban quản lý của địa phương để người ta làm cầu nối
trong cái triển khai các cái quy định, cũng như là vận động bà con thực hiện tốt cái công tác quản lý bảo vệ phát triển rừng. Hiện các đơn vị quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đã và đang xây dựng hệ thống đường băng cản lửa, đồng thời thực hiện nghiêm túc công tác trực gác, trực thông tin cấp dự báo cháy rừng, tuần tra canh gác nhằm phát hiện và ngăn chặn kịp thời khi phát sinh các điểm cháy. Riêng về lịch phân công trực Tết, ở các đơn vị phân chia đảm bảo trên 50% quân số, phân công lực lượng ứng trực 24/24 giờ trong suốt dịp Tết và hết mùa khô. Bên cạnh đó, chủ động bố trí lực lượng tuần tra, canh gác các vùng trọng điểm, dễ xảy ra cháy rừng, kiểm soát chặt chẽ người ra vào địa bàn, có nguy cơ cháy rừng cao.